cô chú coi chay nè cô chú. Chay đang ăn cơm với lại trứng với lại nước tương của cô chú ha. Hồi nãy con nói cho cô chú nghe. À để đó để cho hàng đúng không? Nhưng mà con nói cho cô, nhưng mà bây giờ con nói cho cô chú nghe coi. Hồi nãy lúc mà con ngồi con đói bụng á, con nói làm sao? Con nói làm sao? Cái mẹ ơi làm sao? Nói cho cô chú nghe coi. Nói cho cô chú nghe cái đây. Cô chú khen chay giỏi nè. Có mẹ ơi sao? Nãy hồi tối hôm qua nó ngồi nó nói mẹ ơi con đói bụng, mà nó nói nguyên câu tiếng Việt luôn nha mọi người. Mà hồi nãy cũng vậy, lúc mà Ngọc đang chiên trứng cho nó nói mẹ ơi con đói bụng, nó nguyên câu tiếng Việt con giỏi dễ sợ, giờ kêu nó lại không nói được đời không? Con làm lớn chút xíu hả? Con nói mẹ ơi con đói bụng đi. Tóc lên coi. Ăn xong đi rồi cái mẹ đi vô mày cột tóc lên cho gọn vậy. Ừ, ăn hết cái chén cơm rồi đi nha. Chú này, don't hear it. À hả, cô chú nghe đó rồi con nói đi. Mom, is it magic? I don't hear it. Con không nghe nhưng mà cô chú nghe, để trước chừng nào mày bỏ vô máy tính, bỏ vô cái tivi thì con mới nghe được. Ok. Can I go on TV? Rồi, con muốn nói gì với cô chú? I'm going on TV. Cái gì? I'm going to TV. À, con muốn lên TV hả? Uh-huh. Rồi tụi con nói chuyện đi rồi chú lên. Một cái chiếu rồi. Một phương. Con sao? Do he hear in this? Rồi cô chú nghe, nói đi. Nói đi rồi. Rồi, con nghe. Cô chú có nghe con nói gì không? Bê bê. Cái gì? Bê bê. Bê lê là gì? Hỏi cô chú có nghe con nói gì không? Hồi nãy con ăn gì nói cô chú nghe. Hồi nãy con mới gì ăn cơm với gì? Ăn tối với gì? Ăn bơ gì? Mới con ăn thịt bò. Thôi nghỉ khỏi nó nữa, đi lên TV mà kỳ cục quá, thôi khỏi đi. Lên TV mà nói chuyện kỳ vậy? I popcorn. I want to watch popcorn. Popcorn nào? I want to watch popcorn and movie. Còn con bây giờ con nói cho cô chú nghe coi. Máy tính tiếng Anh là gì? A bubbles. Tóc tiếng Anh là gì? Bubbles. Chay tiếng Anh là gì? A bubbles. Mẹ tiếng Anh là gì? A bubbles. Bà ngoại. Đây nè, gắn cái micro này vô nói chuyện cho cô chú nghe nha chưa? Đó, nói đây. Rồi, con tự mở ra đi. Hello, đừng có để gần quá. Ê, xa xa thôi chứ. Mama, it's not mama. Con tự mở đi. It's not mama. Trời, nó làm như em bé rồi trời. Làm giống bé vậy. Rồi, giới thiệu cho cô chú anh đây anh. Cancels. Cô chú ăn không? Con mời cô chú. Cô chú ăn không? Is it jump in here? Hả? Ừ, con nói vậy là cô chú nghe rồi, khỏi cần cầm cái micro không chị? Is it jump in here? Cô chú đâu có ăn bằng cái micro được. Here? Ừ, đúng rồi, để cao lên ngay chỗ cái camera nhìn con vậy nè. Đó, vậy là cô chú mới thấy. I took it. Hỏi cô chú ăn gì chưa? Ăn gì chưa? Không, phải nói cô chú ăn gì chưa? Là chú ăn gì chưa? Đúng rồi, chứ còn nói ăn gì chưa là nó trống, cho nó trống không mà. Không có ngoan, không có lịch sự, không có lễ phép. Sao? Hello. The boy is the one who hear me now. Hả? Hỏi cô chú có nghe con nói gì không? They woke up asleep. Ba mới ngủ dậy á. Ba mới take a nap vậy á ba. Ba ngủ cỡ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Con nói cho cô chú coi chừng nào con đi về Việt Nam. A boom. Chơi. A boom. Hồi nãy con nói là con muốn về Việt Nam chơi với Bali hả? Uh-huh. Tại vì Bali là gì? The best kid ever hả? Uh-huh. Gì vậy ta?
Bali là một đứa con nít là ngoan nhất thế giới luôn hả? Ghê ta. Chay có phải là đứa con nít ngoan nhất thế giới không? I'm having chocolate stick. Con hỏi Bali ơi, ăn này không? No, I'm trying lipsticks. Hỏi Bali ơi, ăn này không? No, I'm trying lipstick. Không có được, không có được, dẻ lên. Cô chú hả ngon. Cô chú ăn không? Cô chú ăn không? No, I think cô chú don't hear me. They do, oops, they do. Con cứ nói đi. He don't hear me right now. Cô chú nghe nhưng mà cô chú không có trả lời con được. Cô chú nghe hết đó, nhiều cô chú nghe lắm, mấy trăm ngàn cô chú nghe luôn mà cô chú trả lời chay không được luôn. Rồi hỏi cô chú ăn không? Hỏi con, hỏi cô chú có đói bụng không? Ok, không bụng không. Con cô chú ăn cơm không? Con làm cho cơm cho cô chú ăn. Hỏi cô chú nay muốn ăn món gì? Dạ, hỏi cô chú muốn ăn món gì? Chay à, sa ra chay. I win. Sa ra. I win. Mami. Trời ơi, cái đồ của tôi mà đi nó già cái tay nó có được đời không? Cái trời là đồ cản gió của mẹ đó. Rồi bây giờ để mày gắn vô cho nè. Pick me out. You ever want to kick me out? Hả? Không. Call me in the morning, I'll be on my way. I'll be in the na. Mày không nói cô chú được không bị gì? Nói cho con nghe con đang bị gì. Con nói cô chú ơi. Nói đi cô chú ơi. Ngồi dậy đi mày thở cho. No, I can't. I can't. Ok, con bị gì, điện thoại con bị gì? Nó bị đứng lại đó. Rồi, giờ cho cô chú coi coi. Mama, do that. Oh, mom, this game is collating. No, không có collating. Please, mommy, can you get out all of these ones? Rồi, mày xóa bớt rồi. And this one. Xóa ra. Con nói mày xóa rồi, bây giờ con không thích game nào, con chỉ cho mẹ this. Con chỉ it's cho mẹ coi con không thích game nào, mày xóa. It's working. Ờ, được hả? Nó tự download game luôn nha cô chú nha. Mom, that's my favorite game, no more. À, cái gì? I'm gonna press it on. Ok, con thích game. So we're gonna play it. Ok so. Trời ơi, cái game thích nhất luôn á. Thôi chơi cho cô chú coi nha. Rồi, nó làm sao? Nó khóc. Anh thấy nóng thế nằm nà vô, em thấy nằm nà vô, nó không yêu mẹ. Yeah, yêu mẹ. So we're gonna go for a cruise. Chữ không cô chú? Cái đồ đôi dài này vậy chứ nó thích lắm á cô chú. Đôi dài này chứ rẻ lắm cô chú. Mua có 8 đô à, sale, người ta sale có 8 đô đôi dài này nè. Là hả, cái gì đó. Cái gì đó, 160 ngàn luôn á cô chú. Mà coi nặng mang dễ thương ghê không. Mà nó ham cái đôi dài này lắm cô chú. Rồi đôi dài này gì mà tới xem nó còn có đúng một đôi một còn có 160 ngàn đôi đó cô chú. Chú bữa nay thấy ba chai thắt bính lên cho chai đẹp cô chú. Ơ trời rớt luôn rồi. À con muốn chơi lắc tiền chút hả? Ok. À chuẩn bị chơi cô chú đốt cho cô chú biết chơi đi đâu với ba nó. Tối nào cũng vậy, lúc mùa hè tới giờ hai cha con lấy cái chiếc xe Cadillac của ba nó là đi dạo phố. Tối nào cũng vậy, dạo 1 tiếng đồng hồ rồi hai cha con đi ăn kem bia này kia rồi spend time với nhau rồi cái đi về. Hồi tối nói đâu chứ chung là tối nào cũng đi. Mommy,
sao à? Tại vì con phá anh ta làm chi? Đúng không? À đó, đừng có quẹt mẹ. À, đi là nó ngồi sao? Cái hả, hai cha con tới. Tới chỗ nào đó cứ dừng lại ngồi ăn kem, ngắm xe, ngắm đường, ngắm phố, nói chuyện trò chuyện tâm sự này kia vậy đó. Thì Ngọc Ngọc cái quần của nó đang mặc á, Ngọc không muốn nó mặc quần jean chỉ cho nó chật chội khó chịu tối rồi. 9 giờ. Nên là Ngọc lấy cái quần này mặc cho nó thoải mái. Đừng stop bà kia. Stop bà kia. Con chơi hồi lớp kỳ nó lại nó quào con rồi, con đừng có khóc nha. Con đừng có trách nghe chay. Yeah, she says she wanna play with Lucky a little bit. Now we got to stick in your mouth.